cái lệnh đó là mình đã lãi trong ngày. Hi, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Replay. Thì hôm thứ ba tuần vừa rồi thì anh em cũng biết là mình có thực hiện một cái lệnh sale vàng, sale theo là giai đoạn bull back của cái xu hướng tăng của cặp vàng, và cái lệnh đó là mình đã lãi trong ngày và lãi là hơn 1k. Thì bây giờ là mình review lại cái lệnh đó mình đã thực hiện như thế nào ha. Thì cái lệnh này á, cũng rất là nhiều anh em bị dính trap, là bị nó bẫy. Thì bây giờ mình sẽ phân tích cho anh em là lý do vì sao mà anh em dễ bị bẫy sell như vậy nha. Rồi nhìn vào đây là cái xu hướng H1 của cặp vàng. Thì nhìn vào đây anh em có thể dễ dàng xác định được đây là cái xu hướng tăng, vàng là xu hướng tăng hiện tại đúng không, mình đánh dấu là bot. Thì ở dưới đây là cái swing low, là cái đáy dẫn đến cái đỉnh cao nhất, và đây là cái đỉnh của nó. Và khi mà nó hình thành một cái giai đoạn như thế này thì đối với cặp vàng thì là cái giai đoạn bull back nó sẽ lớn hơn đối với cặp AUGU. Thì như hôm trước mình có chia sẻ với anh em là đối với cặp AU và GU và EU thì để giai đoạn bull back bắt đầu thì nó sẽ là 40 pip, còn riêng đối với cặp vàng á thì nó sẽ rất là lớn, nó sẽ trên 1000 pip, thậm chí là 1000 đến 1500 pip thì nó mới bắt đầu là cái giai đoạn bull back của nó. Rồi thì đến đây á mình sẽ vào cái low time frame là M15 phút. Thì anh em có thể thấy là cái lệnh của mình vào là ngày hôm đó là ở đây nè, đó là nó lãi là 1k6 anh em nha. Rồi thì nhìn vào đây á, anh em có thể thấy được là giai đoạn của nó đã chuyển từ tăng sang giảm, nhưng mà chuyển từ tăng sang giảm này không có nghĩa là nó sẽ thay đổi cả một cái xu hướng nha anh em, nó vẫn là một cái xu hướng tăng. Bởi vì sao? Cái lúc mà giá nó chốc qua ở đây, nó chốc qua ở đây thì bắt đầu nó hình thành cái sóng substructure. Thì cái sóng sub này á, thì mình sẽ follow để mình đánh bull back. Nhưng mà anh em chú ý ở đây nè, do là ở đây nó có một cái giai đoạn nó tăng lên như thế này. Đó, nó tăng lên như thế này. Thì cái chỗ mà lúc mà nó chốc qua ở đây ấy, nó chỉ là một cái minor thôi, chứ nó không phải là một cái major. Thì anh em có thể dùng cái công cụ hộp gan này nè, anh em đo từ đây lên đây. Cái sóng này, cái sóng minor này nó chưa về BT hết cái sóng major ở dưới. Và tiếp theo đó nó cũng chưa được re-up, là nó chưa được tái thiết lập lại order flow. Nên thành ra là cái này nó vẫn là một cái minor. Và đây là một cái minor, thì cái sóng mà mình hướng tới là ở đây. Mình nhầm. Ở đây nha. Ở đây là cái major của cái time frame M15. Và mình không biết là mình sẽ bán về đâu, nhưng mà mình biết là cái đích đến cuối cùng là nó có thể là ở đây, hoặc là cái đỉnh cũ của cái thằng M15. Rồi anh em có thể đánh dấu ở đây là của M15. Và khi mà nó rác qua ở đây nè, là nó là một cái minor, thì nó đã đủ điều kiện để mình bull back. Thì lúc mà nó bull back thì mình cứ bám theo cái sóng giảm của nó mà mình follow về thôi. Rồi thì cái lúc mà thị trường nó bắt đầu nó có một cái giai đoạn nó tạo ra một cái đỉnh, thì có phải là sóng nó di chuyển như thế này đúng không? Anh em nghĩ là sóng nó di chuyển như vậy đúng không? Nhưng không nha, đây chỉ là một cái pha dẫn dụ đối với lại bên sell thôi. Nếu như mà anh em đã lao và anh em sell theo cái đỉnh này á, thì anh em đã bị dính stop loss trong cái trường hợp này rồi. Thì cái lý do mà mình không sell đây là anh em đo cái BD giúp mình nha, đặt đo cái hộp gan á, đo từ cái đỉnh của nó đến cái đáy, tạo nên cái đỉnh gần nhất. Thì nó chưa về, nó MT hết cái sóng của nó. Thì cái chỗ này lúc này nó chỉ là gì? Một cái minor. Đó, anh em có thể hiểu như vậy, nó chỉ là một cái minor. Thì để mà giao dịch với lại một cái minor thì bắt buộc là nó phải có một cái confirm entry, tức là nó có một cái giai đoạn CE, thì nó đã confirm cho cái minor này có thể sử dụng được. Còn nếu như không á, thì anh em sẽ giao dịch theo là mình sẽ bám theo cái sóng major trước, gọi là re-up anh em nha. Rồi, và có một cái điều ở đây nữa là anh em dễ dàng mà mình có thể là biết được là cái này nó chỉ là inducement, tức là nó chỉ là dẫn dụ thôi. Để mà một cái sóng major nó được hình thành thì bắt buộc cái sóng major đó nó phải có inducement. Còn nếu như cái sóng major đó không có inducement thì bản thân của nó sẽ là inducement, tức là như vậy. Thì đây là một cái con sóng giảm đúng không? Đây là cái đỉnh tạo nên cái đáy, thì nó phải có một cái pha dẫn dụ như thế này. Thì khi mà nó quét qua cái đỉnh dẫn dụ đó
thì cái sóng này đây là cái nơi mà mình sẽ tham minh, còn cái này nó chỉ là một cái giai đoạn dẫn dụ anh em vào sale thôi. Còn nếu như sóng nó cứ tiếp tục nó đi như vậy anh em nha, thì cái bản thân của nó là illusion và mình sẽ không hề quan tâm đến cái đỉnh đó. Và đồng thời cái đỉnh này á, như là ở trong group telechat á, thì mình cũng có cập nhắc đến nhiều cái đỉnh đơn như thế này. Cái đỉnh đơn á, mà nó không có được quét thanh khoản hay là nó không có nằm ở cái vị trí nào hết á, thì cái này nó cũng chỉ là liquidity thôi anh em nha. Rồi lúc này á, mình sẽ vào cái time frame nhỏ hơn nữa để mình bóp cái L của mình lại. Thì mình đã vào cái time frame là M5. Thì M5 á, anh em rất là dễ bị dẫn dụ đây đúng không? Thấy đỉnh quá đẹp luôn mà. Rồi và đồng thời nó nằm cái chóc và nó cũng nằm trên cái đỉnh này. Đó, anh em rất là dễ bị dẫn dụ. Thì lúc này mình sẽ dùng cái công cụ Fibonacci để mình đo được là mình sẽ timing ở đâu. Và lúc này mình thấy được là cái vùng này chắc chắn là bỏ qua nè. Cái vùng này bỏ qua tại vì cái này là cái min. Rồi, cái Fibo OTE của mình là 079 đến lại 075 thì đồng thời nó trùng với cái đỉnh cái vùng này. Và cái vùng này nó cũng chẳng trùng với lại cái vùng supply demand gì cả. Đó, nó không có trùng bất cứ một cái vùng supply nào trong cái con sóng giảm này, nên là mình sẽ bỏ qua cái Fibo OTE này và mình timing ở đây. Lúc đó mình sẽ timing ngay đây. Bởi vì sao? Ở đây á, là một cái vùng á, là có sự giằng co giữa bên bán và bên mua. Thì anh em mình soi kỹ ra xíu nha, anh em có thể thấy không, một cái cây nó mua lên, ra sức mua lên của phe mua và sau đó là nó bị một cái thế lực nào đó nó đã bị đẩy xuống và bên bán đã chiếm đóng ở đây. Thì lúc này mình timing ở đây và mình đã vào limit luôn, mình không có đánh lệnh risk entry anh em nha, tức là lệnh của market á, mình không có đánh cái lệnh đó, mình chỉ đánh lệnh entry limit thôi. Thì lúc này đó mình đầu đó là mình target về đây. Rồi, thì bây giờ là cùng xem cái lệnh này nó di chuyển như thế nào ha. Rồi, ok anh em ha, thì cuối cùng là cái lệnh này nó cũng đã được target như mình mong muốn. Thì lúc đó là mình đặt target là về giá là 1827, nhưng mà do là cái lệnh này nó cũng rơi vào tầm tối là tầm khoảng 10 giờ 35 phút rồi. Thành ra là mình không có muốn giữ lệnh qua đêm, cũng muốn là giấc ngủ được ngon hơn tí xíu, nên thành ra là mình đã dời đến đây. Đó, mình nhớ là mình ăn cái lệnh này đâu đó là tầm khoảng 5-6 giờ anh em ha. Rồi đó, thì đây là cái cách mà mình timing từ cái lúc mà phân tích kèo cho cái đến cái lúc mà ra quyết định là mình sẽ vào cái lệnh này. Nó sẽ theo một cái thứ tự. Đó, thì anh em có thể là follow theo cái cách mà mình phân tích để ra một kèo á, để anh em có thể là mình giao dịch để kiếm lợi nhuận ở trên thị trường này. Thì cũng hy vọng là qua cái video recap lại cái lệnh vàng của ngày hôm thứ ba tối hôm đó, thì anh em có thêm cái kinh nghiệm là anh em tránh bị trap ở trên thị trường này. Rồi nếu như mà anh em nào mà mình vẫn còn thắc mắc cái lý do vì sao mà mình sell cái lệnh này, hoặc là những cái kiến thức mà mình chia sẻ với anh em chưa hiểu á, thì anh em có thể comment ở dưới cái video này, hoặc là anh em có thể vào trong cái kênh telechat của mình để mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em nha. Rồi chào tạm biệt mọi người.